Vâng. Em xin kính chào toàn thể anh em audio trên cả nước. Hôm nay em xin giới thiệu đến toàn thể anh em một chiếc đầu CD và MD và giải mã, không cần đĩa mồi. Marang CM6002. Con này được thiết kế mặt phay nhôm, xước, vàng chanh, máy rất đẹp. Đẹp xuất sắc, đẹp không một vết nào luôn nhé. Đây lắp lưng của nó này. Đấy. Còn đây em sẽ quay góc cạnh cho các bác này. Đấy, góc cạnh rất đẹp luôn. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ Zalo, em sẽ gửi ảnh chi tiết hoặc liên hệ Facebook, tin nhắn Facebook này. Đây, lóc máy đây. Đấy, rất đẹp. Không có một vết xước, lông mèo hay lông chuột gì luôn. Ở đây ruột gan của nó này. Ruột gan là sáng loáng luôn nhé. Đấy, các bác yên tâm. Và con này có cái hay của nó là nó có hai đường AV ra này, cùng một lúc. Một đường AV vào, quang ra. Con này là hàng Nhật nội địa, điện 100V, công suất 14W. Máy made in Japan nhé. Con này được sản xuất 2005. Đã 15 năm rồi mà máy vẫn đẹp như thế này. Đôi khi là bên Nhật chưa dùng. Và con này cũng có một cái hay riêng của nó nữa là khi mình chạy CD hay là chạy đĩa MD hay giải mã thì đều chỉnh được to nhỏ, gọi là chỉnh volume đấy. Rất tiện. Bây giờ em sẽ bật nguồn này. Rồi bây giờ em sẽ ấn sang ổ MD để giải mã trước cho các bác này. Chỉnh được to nhỏ nhá, các bác yên tâm. Thì bây giờ em sẽ đút đĩa MD vào để em ghi đĩa và đọc đĩa cho các bác luôn này. Đấy. Đọc đĩa này. Ở sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách mấy ai không vương. Rồi nhá, đọc đĩa ok nhá. Thì bây giờ ghi đĩa các bác cũng ấn nút rec và ấn thêm play thôi. Rec. Play. Đấy. Đã ghi 30 giây này. Đang lưu vào đĩa nhá. Đấy. Lúc trước là 3 bài, giờ thêm một bài nữa là 4 bài này. Play luôn này. 1 2 4 này. Rồi em chạy đĩa là cũng chỉnh được to nhỏ nhá. Đấy, thấy chưa? Rất tiện luôn nhá. Được rồi, bên ổ MD đã ok nhá. Bây giờ test sang ổ CD này. CD thì nó chạy mắt VAM 12.1, mắt dễ thay thế và rẻ tiền. Đấy, đĩa đầu tiên em test là đĩa lòng trắng, đĩa của ASIA, đĩa xịn đấy. Anh nhận rất nhanh nhá. Play này.
Đường xưa em đi vang lên mãi âm thềm mắt giận rất nhanh. Đĩa xịn đã test ok nhá, đĩa lòng trắng này. Đấy. Tàu đêm năm cũ của Hoàng Thục Linh, đĩa của Asia. Bây giờ test một loại đĩa thứ hai là đĩa phono hay gọi là đĩa đẻo này. Chuyện tình mộng thường của Đan Nguyên và Băng Tâm. 30.000 một chiếc. Đấy, nhận rất nhanh luôn nhá, mắt rất khỏe. Trời tình yêu là con.
to nhỏ nhé. Tất cả có một con đầu giải mã 3 trong 1 CD, MD và giải mã, không cần đĩa mồi, em đã test đều ok. Bác nào có nhu cầu liên hệ đến em 0966723489. Xem hàng và test hàng tại thị trấn Phùng, huyện An Phượng, thành phố Hà Nội. Em xin chân thành cảm ơn. Và em cũng lưu ý là bên em có ship hàng toàn quốc và có ship code cho các bác yên tâm nhé. Xin chào các bác.